Tôi Chí Anh Khánh Thi đến từ Hà Nội. Nhắc đến khiêu vũ thể thao, không thể không nhắc đến Chí Anh Khánh Thi, cặp đôi số 1 Việt Nam. Tuy giờ đây họ đều có bạn nhảy riêng cho mình, nhưng Chí Anh Khánh Thi luôn được xem như hình mẫu cho những ai yêu thích bộ môn nghệ thuật đẹp mắt này. Chí Anh Khánh Thi trở thành bạn nhảy của nhau như một duyên phận. Năm 1999, tại một cuộc thi khiêu vũ của quận Tây Hồ, Hà Nội, lúc đó Chí Anh tham gia với một bạn nhảy khác và giành giải nhất, còn Khánh Thi thì đoạt giải nhì. Sau đó, bố mẹ Chí Anh đã đến trường múa, nơi Khánh Thi đang theo học hệ ballet 7 năm để tìm bạn nhảy cho con mình. Lúc đầu, Chí Anh không đồng ý với kế hoạch của bố mẹ, nhưng khi biết bạn nhảy từng là đối thủ ở cuộc thi của quận Tây Hồ, thì anh đồng ý. Sự nghiệp khiêu vũ thể thao của hai người bắt đầu từ đó. Với ngoại hình bắt mắt và kỹ thuật điêu luyện, Chí Anh Khánh Thi đã đưa người xem lạc vào xứ sở của những điệu nhảy là tình cuồng nhiệt, đam mê và trở thành đôi bạn nhảy ăn ý của nhau. Năm 2000, hai người quyết tâm sang Pháp để thực hiện niềm đam mê của mình với khiêu vũ thể thao. Những ngày tháng vất vả nơi đất khách quê người từng khiến cả Chí Anh và Khánh Thi nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Cả hai từng phải làm rất nhiều nghề như phục vụ nhà hàng, dọn dẹp nhà cửa, trông trẻ để trang trải cho chi phí sinh hoạt và học tập tại Pháp. Nhưng bằng niềm đam mê với môn thể thao này, cả hai đã tìm được thầy và kiên trì tập luyện. Sau khi tham gia các cuộc thi lớn nhỏ tại Pháp, Chí Anh Khánh Thi dần khẳng định tên tuổi và lần đầu tiên có tên trong danh sách những đôi nhảy hay nhất thế giới vào cuối tháng 4 năm 2005, nhiều năm liền vô địch quốc gia.